đến 10 giờ PM tối, Houston đến 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Digha Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài 34, kinh thập thường Dasutara Sutta 10.5 và 10.6. 10 pháp thuộc phần hạ liệt và 10 pháp thuộc phần thù thắng sẽ do thượng tòa Tề Huyền giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ. Tam bảo chúng con xin thành kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo và Nam Mô Bụt Tha Gia. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì dạy hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thu lành thay, dạ chúng con thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Dạ sau đây con Nam Mô Bụt Tha Gia, con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Tha Gia. Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Dhamma Gia, Nam Mô Sangha Gia. Xin kính dân tử thành kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chúng thiền văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý vị, có hai đạo lộ một đạo lộ để đưa đến khổ thú gọi là dukkha tiga, và một cái đạo lộ thì đưa đến thiện thú, tức là nhàn cảnh, sukati, mặc ghét. Hai cái đạo lộ này do đi theo hai cái con đường, và con đường nó gọi là bất thiện nghiệp đạo akusala kammapatha và cơ cầm và thác
Như vậy thì chính do các bất thiện nghiệp đạo nó đưa đến khổ thú, khổ cảnh, và thiện nghiệp đạo thì nó đưa đến nhàn cảnh. Và bất thiện nghiệp đạo được Ngài Sariputta xếp vào cái 10 pháp thuộc phần hạ liệt Anattha-kiya, và thiện nghiệp đạo, 10 thiện nghiệp đạo thì được xếp vào cái pháp thuộc phần thuộc thắng Vissi-sattva-kiya. Chúng ta sẽ được nghe bài học này do Thượng Tọa Tường Viện. Và ở đây chúng tôi cũng xin gợi ý, vì nếu chúng ta giảng hết 10 cái thiện bất thiện nghiệp đạo rồi giảng đến cái 10 thiện nghiệp đạo thì nó 20 chi pháp, và như vậy thì nó rất là dài, cho nên chúng ta giảng từng cặp sát sanh và từ bỏ sát sanh. Một đằng thì thuộc hạ liệt, còn một đằng thuộc thuộc thắng, rồi trộm cắp, từ bỏ trộm cắp, vân vân. Thì như vậy chúng ta có thể đối chiếu qua lại để chúng ta trình bày từng cặp pháp, cứ thuộc phần hạ liệt, thuộc phần thuộc thắng, từng chi, từng cặp như vậy. Thì như vậy chúng ta sẽ thường gọi tụng quyền thuyết, như vậy thì chúng ta sẽ nắm bắt dễ hơn. Bây giờ thì xin mời cô Từ Mẫn Quan Hỷ đọc cho chánh kinh, sau đó xin cung thỉnh thường gọi tụng quyền thuyết bài học hôm nay là Bồ Thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu. Và sau đây con xin đọc bài chánh kinh. Thành kinh thập thượng Dasutara Sutta 10.5 và 10.6, 10 pháp thuộc phần hạ liệt và 10 pháp thuộc phần thù thắng. Đa xà thăm mà ba hu cà ra, đa xà thăm mà ba huệ tắp bà, đa xà thăm mà ba rinh nê già, đa xà thăm mà ba hà tắp bà, đa xà thăm mà ba hà hà nà pha ghi già, đa xà thăm mà vi xê xà pha ghi già, đa xà thăm mà đúc ba ti vi già, đa xà thăm mà úp ba đề tắp bà, đa xà thăm mà bà rinh nê già, đa sa thầm mà sắc chi ca thập bà. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, có 10 pháp cần phải tu tập, có 10 pháp cần phải tiến tri, có 10 pháp cần phải đoạn trừ, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp rất khó thể nhập, có 10 pháp cần được sanh khởi, có 10 pháp cần được thắng, có 10 pháp cần được tác chứng. Thế nào làm pháp chịu phần tai hại? Có 10 bất thiện, 10 bất thiện nghiệp đạo: sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham, sân, tà kiến. Như vậy là 10 pháp chịu phần tai hại. Vì thế nào là 10 pháp hướng đến thù thắng? 10 thiện nghiệp đạo: ly sát sanh, ly thâu đạo, ly tà dâm, ly vọng ngôn, người bất lưỡng thiệt, ly ác khẩu, ly ý ngữ, ly tham, ly sân, ly si. Như vậy là 10 pháp hướng đến thù thắng. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Giới biên soạn 447, 10 pháp thuộc phần hạ liệt Hana Pagija Thamma. Đây là 10 bất thiện nghiệp đạo.
Akusala kamma bata, một sát sanh. Bana tibata, số hai trộm cắp. Adina dana, số ba tà hạnh dục lạc. Kame sumicha chara, bốn nói dối. Musa wada, nói số năm nói ly gián. Visuna wacha, số sáu nói độc ác. Parusta wacha, số bảy nói chuyện phím. Sampapa là pa, số tám tham lam. Aticha, sân hận. Yabada, lưỡng. Số 10, tà kiến. Vichadithi, ba điều, 1, 2, 3 thuộc về thân nghiệp. Kayakamma, ba thân nghiệp bất thiện gọi là thân ác hạnh. Kayadukcharita, bốn điều, 4, 5, 6, 7 thuộc về khẩu nghiệp. Vacikamma, bốn khẩu nghiệp bất thiện này còn gọi là khẩu ác hạnh. Vacidukcharita, 8, 9, 10 thuộc về ý nghiệp. Manokamma, ba ý nghiệp bất thiện này còn loại gọi là ý ác hạnh. Manodukcharita, 4, 4, 8, 10 pháp thuộc phần thù thắng. Vishesa Phagiya Thamma, đây là 10 thiện nghiệp đạo. Kusala Kamma Patha, một kiên sát sanh. Banati Bata Weramani, số 2 kiên trộm cắp. Adina Dana Weramani, số 3 kiên tà hạnh dục lạc. Kame Sumicha Chara Weramani, số 4 kiên nói dối. Musa Wada Weramani, một. Số 5 kiên nói ly gián. Visuna ya wacha ya weramani, số 6 kiên nói độc ác. Pasusa ya wacha ya weramani, số 7 kiên nói chuyện phím. Sampapala pa weramani, số 8 không tham lam. Anathicha, số 9 không sân hận. Abhyabada, số 10 chánh kiến. Sammadhi, ba điều, 1, 2, 3 gọi là thân thiện hạnh. Kayasucharita, bốn điều, 4, 5, 6, 7 gọi là khẩu thiện hạnh. Vacisucharita, ba điều, 8, 9, 10 gọi là ý thiện hạnh. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt. Con thành kính tri ân quý sư, quý đạo tràng, quý đạo hữu. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Giờ từ chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Phong Lan, cảm ơn quý ngọc cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, trường tòa giáo đàng hướng thiện tập pháp thân, trường tòa hành đệ Đức Phật tính lễ Đức Nhân cùng chia tăng đàn hiện diện. Thân chào đến chúng tôi cùng sư phụ tử và kính chào đến Đức Thánh Tông. Dạ, kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, xin bắt đầu vào thời gian Arahant Sammo Sambuddho Phakkhawa Buddham Phakkhawantan Abhiwa De Miso Akato Phakkhawata Thammo Thamman Namaksa Miso Patipano Phakkhawato Savaka Sankho Sankhang Nanami. Chúng đệ tử xin nguyện tịnh thân cầu ý tán dương Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hành giáo hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì cái chủ đề hôm nay, cái pháp Mahanapakiya thuộc cái phần ở Hạ Liệt, thuộc Sesapakiya thuộc cái phần thủ thắng, thì ở đây thì chúng ta thấy không có lạ gì. Hay chúng ta còn gọi tức là thập thiện nghiệp hay thập ác nghiệp. Ở đây trong cái bài kinh, ở trong trong bộ kinh cũng đã có cái liên quan tới cái Đại Đức Phật thì đã có dạy có thể là sẽ lấy danh pháp. Thì cũng đã trình bày, thì có thể nói rằng là một người mà tìm đến cái đau khổ nhanh nhất và thực hiện cái điều thiện nhanh nhất, tốt đẹp nhất, đó chính là thực hiện được chúng ta làm thân ác nghiệp, hay sẽ nói là 10 cái ác nghiệp hay là 10 cái thiện nghiệp. 10 cái thiện nghiệp và 10 cái ác nghiệp này tượng trưng cho thân khẩu và ý của tất cả chúng sinh, dù cho là làm điều thiện hay điều ác cũng sẽ xuyên qua ở trong tam nghiệp này. Có thể nói trong tam nghiệp đó chúng ta nhớ một điều như vậy thì rất là dễ nhớ cái chi pháp, đó chính là thân ba khẩu bốn ý ba. 1, 2, 3 thuộc về thân, 4, 5, 6, 7 thuộc về khẩu, 7, 8, 9, 10 thuộc về ý. Tức là thân ba khẩu bốn ý ba cho cả thiện lẫn ác cũng sẽ tính như vậy. Đây là một cái một trong hai pháp này, dù cho là thiện hay là ác, thì một Đức Phật này cũng đưa đến một cái, tức là nếu chúng ta tinh cần tinh tấn để chúng ta chuyển hóa những nghiệp ác của mình, hay là chúng ta tạo các nghiệp ác của mình, hãy nói tới cái thiện thì chúng ta nói tới cái tinh cần để chuyển hóa những cái ác nghiệp đã sanh không cho nó sanh, ác nghiệp chưa sanh không cho nó sanh, bằng cách tự thực hiện thập thiện. Còn nếu như chúng ta hay hoặc là chúng ta tu tập để phát huy những thiện chưa sanh thì chúng ta cũng thực hành thiện thập thiện nghiệp này, và những thiện nghiệp đã sanh chúng ta bảo trì nó, bảo trì tự bảo trì thập thiện nghiệp này. Thì kính thưa quý vị, đầu tiên như sư phụ Thị Siêu đã có nói rồi, bây giờ chúng ta đưa ra một cái phần, tức là tính theo cặp. Tức là bây giờ phải nói đến điều ác đó, nói về thân thì chúng ta biết là thân sắc sanh. Đối với người mà sắc sanh ở đây nói tới một cái con người không có cái lòng từ đối với các loài hữu tình, bàn tay mình đẫm máu, tâm mình chuyên sát hại đã thương, không có tâm từ đối với các loài chúng sinh, loài hữu tình. Kính thưa quý vị, cái tâm tính con người chẳng những mình đã suy nghĩ, đã sát thương, mình cho rằng là như vậy là đúng rồi. Thí dụ mình giết con rắn, mình giết con gì mà nó làm hại con người, hay là ngay cả chúng ta giết con muỗi, con rìu, thì chúng ta cũng cho đó là không có tội. Đến như thế thì đây là chúng ta biết nó vướng vào chẳng những là ý nữa. Cái thân này thì nó liên hệ cái ý, cái ý đó nó xuất nguồn tức là tham ác sân ác đó. Thì ở đây nói đến cái thân là thân ác, thì chúng ta làm những cái hành động ác, ngay cả chúng ta nói theo chi pháp của cái giới sắc sinh, tức là chúng sinh có thức tánh, biết chúng sinh có thức tánh, tính giết ra xứng giết, chúng sinh đã chết vì cái sự khổ sát của giết đó, thì chúng ta phạm giới sắc sanh. Cho nên cái sự sát sanh ở đây nó không phải là mang cái lòng từ xuyên qua cho chúng ta cái này nói thành thật, tức là chúng ta ăn chay, cái này chúng ta cho là chúng ta thể hiện cái lòng từ bi. Cái điều này cũng chưa chắc. Chúng ta ăn chay chỉ là 5 tháng ngày giờ. Chúng ta ăn chay, chúng ta cho rằng là chúng ta không sát sanh, và chúng ta ăn mặn thì người ta cho rằng chúng ta sát sanh. Mà ở đây không phải là cái ăn uống chúng tôi liên quan nói đây, nhưng nói đến cái chuyện sát sanh thì là cũng như thế đó. Thì dầu con ruồi, con muỗi, con kiến gì, tất cả cũng là chúng sinh. Con sâu, con bọ,
con cá, con heo, con vịt gì, tất cả cũng là chúng sinh hữu tình. Trên cái việc ăn hay cái việc không ăn của chúng ta, nó chưa có liên quan tới cái chuyện sát sinh. Ngoại trừ chúng ta vì thích ăn những cái thứ thịt đó, chẳng hạn người ta thích ăn thịt rắn, người ta thích ăn thịt bò, thịt dê, thịt cọp gì đó, người ta giết người ta ăn, thì đó là cái tác phẩm giới sát sinh. Thì kính thưa quý vị, ở đây con người mà có cái tâm sát hại như vậy, chính là con người đó đã thân ác. Thì ngược lại cũng như vậy, thân thiện hành chính là con người không có sát sinh, có tâm từ bi, có sự thương yêu đối với tất cả chúng sinh, dù cho là không chỉ riêng là chúng sinh lớn nhỏ gì cũng vậy, họ từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, họ bỏ đau, bỏ kiếm, bỏ trượng, sống họ thương xót vì cái hạnh phúc của tất cả chúng sinh, các loài hữu tình. Kính thưa quý vị, đây là một điều mà hết sức đặc biệt. Nếu chúng ta có cái sự tu tập thì chúng ta mới thấy được cái giá trị mà từ bỏ cái giá trị mà không làm những cái việc ác này, mới thấy được một cái giá trị rất là to lớn. Và cũng như thế, một con người lấy của không cho với bất cứ cái tài vật gì hay là cái điều kiện gì của người, cái tài sản gì của người khác ở nơi nhà người ta hay là ở bất cứ họ đặt ở nơi nào, dù cho cái nơi đó họ để đó mà chúng ta lấy, thì chúng ta xem như dù cho khúc mặt khúc ngoài người ta, xem như chúng ta cũng đã phạm giới trộm cắp hay là cướp của người ta, thì đó cũng là trộm cắp, trộm cướp hay là trộm cắp cũng như thế. Mà trộm cắp thì cướp thì nó nặng hơn, tức là chúng ta dùng cái bạo lực của thân này để cướp lấy cái tài sản đó, hay là chúng ta trộm cái tài sản đó, mà cái tài sản đó là tài sản của người, mà chúng ta với cái tâm cướp lấy cái tài sản đó mà chưa có được cái sự cho phép của người đó, thì xem như chúng ta phạm cái giới trộm cắp. Thì chúng ta trộm cái giới trộm cắp này, tức là Phật có chủ, biết Phật có chủ, tính lấy ráng sức lấy, và chúng ta đã lấy cái Phật đó, thì chúng ta phạm cái giới trộm cắp. Mà cái giới trộm cắp này, kính thưa quý vị, chúng ta coi chắc có lẽ rất là nhẹ nhàng à, mà một trong những đại giới của các thời kỳ kheo, trong đó có một là giết người, hai là trộm cắp, mà trộm cắp ở một số lượng có giá trị, chúng ta tạm gọi có giá trị ở trong luật của người Namasaka dạ, thì tạm gọi tức ước lượng khoảng chừng nói tới Việt Nam theo bên ngoài thì cứ khoảng chừng như chừng 100 đô la chẳng hạn như vậy, thì chúng ta đã phạm cái giới một cái giới rất là lớn của giới trộm cắp, mà cái giới gọi là cái giới lớn khủng khiếp, cái trọng giới của các thầy tỳ kheo. Và cũng như vậy, kính thưa quý vị, cái trộm cắp này không phải là nói chúng ta lấy cái vật gì giá trị đó gọi là trộm cắp, mà ngay cả cái người mà từ bỏ cái không trộm cắp đó, thì dầu cho tức là sợi chỉ cây kim mà cũng không có lấy đồ của người, họ không có khởi lòng tham. Có một số người nghèo lắm, như là khi mà họ cầm lên những cái vật giá trị, họ không có cái tánh, họ không có cái tánh trộm cắp, họ không có tính cái, họ không có cái tánh mà gian lường hay là cướp đoạt của người. Thì kính thưa quý vị, thì họ sẽ không có lấy. Dầu biết rằng mình cầm được số tiền này, khi của người ta đánh rơi mình cũng không tham.
Sự kính thưa quý vị, đây chính là nói lên một cái tính cách, tức là hết sức tốt đẹp. Thì một người có cái tính trộm cắp và một người sẽ một cái tính, tức là từ bỏ cái sự trộm cắp đó. Từ bỏ sự trộm cắp đó chính là từ bỏ cái gì? Là từ bỏ cái thân mà không có, mà không có lấy của không cho, tránh xa vật gì của người khác, dầu cho là họ không biết, không như là sau lưng của họ, khuất mặt họ, mà cũng không lại. Đây là một điều mà cái tâm của người đó, mà chúng ta thường thường ở xã hội nó kêu, tức là cái tánh người này nó không có tham. Nói thì nói cái chuyện bình thường thôi, nhưng điều họ không có cái tính, tức là tham tiền chứ không phải là không tham, mà không có cái tính mà để cướp, để đoạt, để nhận lấy một cái của mà nó vô cớ, hay hoặc là nó vô tình họ nhặt được. Họ biết đây là thế nào cũng sẽ có người giữ, hoặc là người mà mất cái số tiền này, cái vật quý này, họ rất là đau khổ. Họ đem họ đến coi như là cảnh sát hay là cái nơi nhà chức trách để mà giao lại cái của đó, để đăng báo hay là để thông báo cho những người tìm lại được, vân vân. Có thể mà họ mất mà họ có thể tìm của lại được. Đây là một người mà có cái tâm hết sức là tốt đẹp, kính thưa quý vị. Nếu ta mất mát một cái gì đó mà chúng ta tìm lại được thì chúng ta mừng lắm. Cũng như là bao nhiêu mồ hôi nước mắt, công sức của người ta mà chúng ta lại cướp. Ngày hôm nay nó không có đơn giản coi như là cướp trước mặt nữa, mà chúng ta thấy nó cướp bằng những cái tài khoản, bằng những cái thẻ ngân hàng của chúng ta. Chỉ tức tắc là người ta cướp cả một tài sản lớn, cướp đi những cái mồ hôi nước mắt của người ta, thì đó cũng là hành động trộm cắp. Cướp bằng cái thẻ ngân hàng, coi như là mà những cái tiền của ở trong cái tài khoản của người ta, ở trong cái thẻ của người ta nó có tiền, thì đó cũng là một cái tính trộm cắp. Và người mà không có cái tính trộm cắp đó chính là họ từ bỏ cái điều không tốt, không đúng đó. Thì kính thưa quý vị, một người mà từ bỏ như vậy chính là người ấy giữ cái giới không trộm cắp. Và nếu như mà người nào mà lấy cái của đó, người đó xem như là trộm cắp. Và kiêng trộm cắp hay là từ bỏ trộm cắp, tránh xa sự trộm cắp. Cái điều thứ ba của thân ác, tức là sống tà hạnh trong các dục, tức là họ liên hệ với những người nữ có cha mẹ che chở, hay những người nam có cha mẹ che chở, có cha mẹ, có người thân che chở, có anh chị em che chở, có bà con che chở, có chồng họ chủ quyền họ che chở. Thì cái thứ gì đó chính là chúng ta đến với những người như vậy chính là một sự gian dâm, một sự tà hạnh mà nó không có đúng đắn. Cái quả báo của thân ác này rất là lớn, mà của sát sanh, trộm cắp, mà tà hạnh này nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở đời này và nó nguy hiểm ở đời sau. Hiện tại bị người ta xem thường, và chúng ta là con người không có đứng đắn, không có đạo đức, không có cái tư cách, không có trưởng thành. Và sau khi chết, chúng ta đọa vào địa ngục ác xứ. Đó chính là do nhân mà tạo thân ác nghiệp. Và cũng như thế, kính thưa quý vị, thân thiện nghiệp hay là không, chính là họ, tức là người đó biết từ bỏ. Mà thân thiện nghiệp ở cái điều thứ ba, tức là từ bỏ sống theo tà, họ sống không có liên hệ dục tình
với cái nữ nhân mà có cha mẹ che chở, có anh em, có bà con, có quyến thuộc, có pháp luật, có chồng, họ giữ gìn, họ bảo bọc cái tình cảm tâm tư đó. Thì kính thưa quý vị, người mà tránh xa như vậy thì sẽ như người ấy thực hiện cái sự tránh xa, cái tà hạnh. Mà người mà tránh xa cái tà hạnh hay là kiêng tà, coi như là kiêng không có làm các cái hành động tà vại dục lạc, và người mà không làm như thế thì chính người đó sống theo cái tinh thần của chánh hạnh, và chính là người đó được yên vui, được tốt đẹp, trước nhất được người khác tôn trọng và không có khổ đau, không có mất đi cái tư cách, cái nhân cách của chính mình, và sau khi chết người ấy được sanh cái thiện thú thiên giới. Có lẽ chúng ta rất là dễ hiểu trong những cái thân ác nghiệp này và cái như thân thiện nghiệp này. Và kính thưa quý vị, bây giờ đến cái khẩu nghiệp, nó có bốn điều. Thứ nhất là cái gì? Nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói chuyện phím. Có người mà tránh xa cái vọng ngữ, có người tránh xa cái vọng ngữ ác nghiệp, thì kính thưa quý vị, con người đó tức là họ không có nói dối, họ tránh xa cái nói dối. Người ấy biết, nó biết không nói không, có thấy thì nó thấy, không thấy nó không thấy, và cái điều có nó có, điều không nói không. Không có vì của mình hay vì tha nhân mà đổi trắng thay đen, hay vì một quyền lợi gì đó mà họ nói không đúng. Và đây là một điều mà không dễ dàng, kính thưa quý vị. Một trong những cái điều mà nó tệ hại, nó nguy hiểm mà Đức Phật ngài dạy cho Rahula. Rahula, ta khuyên hạnh diệu nhớ, các ngôn giả dối nên chừa. Nên chừa những cái ngôn giả dối, nó không thật. Và con người đã nói dối thì con người đó không có biết tôn trọng cái chân lý, không biết tôn trọng cái đúng. Đây là một trong những cái nhân mà làm cho chúng ta khó tìm về cái chân lý, khó có thể gặp được cái điều đúng, do cái nhân ta nói dối. Một người nói dối như vậy, người ấy sẽ tự làm mất cái uy tín của chính mình, mất đi một cái tư cách của chính mình, và họ sẽ không tự nhiên khi đi vào hội chúng. Bởi vì mà người mà có cái nói dối đó thì cái người đó hết sức là tệ hại. Và cái điều thứ hai, nói ly gián ở đây có nghĩa là tức là chia lìa ra, cắt ra, hay là nói ly gián đó, hay gọi là nói hai lưỡi đó, và đâm thọc nó hai lưỡi, làm cho người ta phải đau khổ, tức là chuyện không biến thành có, chuyện có biến thành không, rồi đâm bị thóc, thọc bị gạo, thổi lửa. Đó chính là những cái điều mà châm chọc để cho người ta, hai người ấu đả với nhau, đánh đập nhau. Đây là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Đi đến chỗ này, nói như thế này để phá đi cái sự hòa hợp của người ta, nói đi phá đi cái hòa hợp của vợ chồng,
của con cái, của cha mẹ hay của một một tổ chức hay là của một cái đất nước của người, mà những người ngoại giao đó tìm cách ly gián giữa nước này với nước kia, vân vân, giữa cái chính thể này với chính thể nọ, vân vân, chúng ta nói rộng nữa thì đó cũng là một cái đường ly gián, cái ly gián hết sức là nguy hiểm. Và kính thưa quý vị, là người ta mất đi cái hạnh phúc, là người ta sẽ đau khổ vô cùng. Và một trong những cái điều mà chẳng những ly gián như vậy, nó đưa đến nhiều cái sự đau khổ cho ở trong những con người đó, ở trong gia đình đó, ở trong đoàn thể đó, ở trong cái phần đông đó, ở trong cái đất nước đó, họ phải chịu những cái điều khốn khổ khi mà có cái sự nghi kỵ, khi mà có một cái sự bất hòa nó đã khởi lên, hay là một cái điều mà họ khinh ghét nhau, họ bực tức với nhau, và thế là xảy ra những cái đau khổ. Cái điều thứ ba nói độc ác, kính thưa quý vị, cái miệng chúng ta đó nó rất là ghê. Nó không có phải là đau, nó không phải là dao, nhưng sẽ cắt nhau đau vô cùng. Mà có một cái người ta viết cái lời nói nó không phải là khói, nhưng cay cay con mắt người. Lời nói không phải là dao, nhưng sẽ cắt nhau đau. Lời nói họ không thấy sao, nhưng là ta đau vô cùng. Dù cho người ta có xấu xí, dù cho người ta có ngu dốt, dù cho người ta có bị thua thiệt, thì chúng ta cũng đừng nên nói cái lời độc ác. Người đó đã phạm vào một cái hình lực, một cái tội ác họ làm tại trời. Nhưng khi họ đã bị bắt rồi, thì ta cũng đừng nên dùng những cái lời độc ác mà mắng chửi người ta, hay sỉ vả người ta, hay chúng ta đừng có gì mà mất đi một cái lợi lạc của chính mình, rồi chúng ta phun những cái thuốc độc bằng cái lời nói của mình để mang những cái khổ đau cho người. Và kính thưa quý vị, cái lời nói ác này rất sức là nguy hiểm. Khi chúng ta tức giận bình thường thì không có gì, nhưng khi chúng ta tức giận lên, chúng ta nói ác vô cùng, nói độc vô cùng, hay là bàn tay sắt mộc nhung, nói những cái lời nói mà móc câu móc cổ, nói những cái lời nói nghe nó bình thường, nhưng khi người ta hiểu ra đó, thì có thể nói là tăng sông lên máu, có thể uất hận mà chết luôn. Cái lời độc ác của chúng ta nó ghê lắm, chứ không phải chuyện mà chúng ta nghĩ là nó bình thường. Dạ. Mà cái lời nói độc đó, nó rất độc. Tại sao mà nói lời nói quá độc? Cái lời nói độc này chúng ta cần phải tránh xa. Chúng ta có thể cái miệng chúng ta ăn tầm bậy, ăn cái đồ chua, ăn cái đồ cay, ăn cái đồ mặn, ăn cái đồ nó hôi, ăn cái đồ nó nhóc, vô tình. Nhưng chúng ta phải kiểm soát, mà chúng ta gọi là uống lưỡi bể lần, là không có nói ác. Mong rằng tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng không nói lời lý gián, cũng không nói lời nói dối, cũng không nói lời độc ác, cũng không nói lời phù phiếm. Thì kính thưa quý vị, cái lời độc ác đó chính là mang tới cho người đau khổ ngay trong hiện tại đó, và tương lai của chính họ, cả đời họ. Mà nhớ tới những câu mà chúng ta sỉ vả, mà chúng ta xem thường, mà chúng ta phỉnh nhổ người, thật sự là khủng khiếp.
đai nghiến người. Và chúng ta nhớ trong cuộc đời này, chúng ta nói như vậy thì chúng ta tạo một cái lời nói hết sức là nguy hiểm và khổ đau vô cùng. Và cái điều thứ tư ở trong cái bốn điều này, hay là điều thứ bảy trong mười điều ác này, chính là nói cái lời phù phiếm. Nói cái chuyện phiếm, nói cái chuyện phù phiếm, đó chính là nói cái lời, nói những cái lời phi thời, nói những lời không đúng, hay là không có, nó phi chân, nó cái lời không đúng, nó không có lợi ích, hay nói những cái lời phi pháp, phi luật, không đáng gìn giữ, nói lời không có hệ thống, không có mang tới lợi ích, bàn những cái phiếm luận về thời sự, chính trị, rồi cuộc sống này, vân vân, tất cả đó nó cũng phần của ác ngữ, một phần của khẩu ác. Chúng ta đừng nghĩ là ôi các bạn cho nó vui vậy mà. Đúng, chúng ta bàn cho nó vui, nhưng lời nói là của một người tu không phải là như vậy. Cho nên người mà có cái sự tu tập á, thì nó là câu chuyện khác. Họ sẽ từ bỏ, kính thưa quý vị, họ từ bỏ cái vọng ngữ, tránh xa cái vọng ngữ, họ đi đến cái chỗ, đi đến cái hội chúng là gia đình hay là cái chỗ của nhiều người, thì họ biết cái gì họ nói cái đó, họ không biết cái gì họ không nói cái những điều họ không biết, và họ không có nói cái lời mà không có, họ đổi thay là có, họ nói cái lời đúng đắn, cái lời chân thật, và không gì một cái lợi ích này hoặc là cái điểm kia để mà họ nói cái lời ác, và họ luôn luôn nói cái lời nói tốt, lời nói của thiện nghiệp, không gì tha nhân hay không gì lợi ích của chính họ, mà là họ đi nói cái lời ác, mà luôn luôn nói cái lời là cái lời thiện, hay là thiện nghĩa, tức là khẩu thiện hành. Đây là một điều không có dễ dàng. Chúng ta biết là chúng ta phải có cái sự tu tập, chúng ta mới tránh xa được cái lời nói đó. Chúng ta phải có một cái tâm hiểu được rằng chúng ta không nói dối là một chuyện, rồi chúng ta không có nói ly gián, tức là kiêng nói cái ly gián, hay từ bỏ cái lời ly gián đó, từ bỏ cái lời nói dối, từ nói không thật, và tuyệt đối chúng ta không làm mất đi cái đoàn kết, mất đi một cái sự tin tưởng của người khác, của tha nhân, giật từ bỏ cái lời nói độc ác, nói cái lời hòa nhã, nói cái lời tốt đẹp, nói cái lời mát mẻ, nói cái ái ngữ cho người ta. Giờ người nào nói lời ái ngữ thì được người đời mến thương. Và nếu họ nói cái lời nói ái ngữ thì nó lại là không phải là lời độc ác, mà không phải cái lời phù phiếm. Họ nói cái điều nào đúng điều đó, mà họ không có nói bâng quơ, mà không có nói nhiều, không có thể nói dai nói dài, mà nói dở nói tầm bậy nói tầm bạ. Họ nói điều nào như chân như thật, nói điều nào là chính xác và đúng đắn, cái điều đó không có sai lệch. Cho nên ở đây từ bỏ cái lời nói dối, nó ly gián, nó độc ác, nó cái chuyện phù phiếm, hay nó cái chuyện phiếm là một khẩu thiện hành đưa đến kết quả sanh y, kết quả lành, thì thú thiên giới. Ngược lại, nếu như nói những cái lời nói ác hay là thân ác hành thì đưa đến cái đau khổ là địa ngục bằng sanh Atula ngạ quỷ, tức là sanh vào bốn cõi khổ. Là một người biết tu, người ta tu tập
khẩu thiện hạnh, thân thiện hạnh và khẩu thiện thiện hạnh. Mong rằng tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng không làm, không sát sanh, không trộm cắp, không gian dâm, không nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói chuyện phù phiếm. Dù hoàn cảnh nào cũng sẽ nói với từ tâm, không nói với cái sân tâm, cái ác tâm, cái dối lừa. Và kính thưa quý vị, cái ý thiện nghiệp hay là ý ác nghiệp ở đây chỉ cho chúng ta một điều hết sức là ghê gớm. Một người mà có cái tâm tham ái, người ấy có cái tâm khởi lên, một cái ý ác thôi, một cái tham ác, mình thấy cái cổ của người ta mới lên, mình nghĩ rằng những cái tài vật này mong nó sẽ là của mình. Hay là tài vật của người khác đó nó sẽ là của mình, chứ không, họ không được cái cổ đó nữa. Thì khởi lên cái ý ác như vậy, cái ý tham như vậy, để mà chúng ta đã từ khởi cái ý tham đó lên, cho nên thân mới trọng cấp. Hay là khởi cái ý tham đó lên, thì kính thưa quý vị, nó làm cho thân hay là cho khẩu nó thực hành ác. Mà cũng như vậy, có cái người có cái tâm sân khởi lên cái ý hại người hay là các loài hữu tình, với cái sân tâm của mình bực bội, mong cho họ không được cái tồn tại, không được tốt đẹp, không được như ý mình, không được như ý của nó, bằng cái tâm sân hận. Khi chúng ta bực tức, thấy cái vật đó, thấy cái đồ đó, thấy cảnh đó, chúng ta phá hay chúng ta quậy, hay chúng ta ghét, chúng ta ganh tị, chúng ta tật đố đối với cái vật đó hay cái đồ đó hay là cái người đó. Từ chỗ đó cho nên nó mới sanh lên cái sự ganh tị, cái tật đố, vân vân. Ở trong cuộc đời này, cái sân tâm hay là cái sân ác này nó dễ dàng khởi lên khi chúng ta thấy họ hơn mình, thấy họ nhiều hơn mình, và tham ái cướp đoạt và bực bội ganh ghét lại xuất hiện. Mà cuộc đời con người như vậy là con người hết sức là thấp kém. Cái chuyện của người ta, của người ta là của người ta, thật ra nó đâu có ảnh hưởng gì của mình. Những điều mà do cái tâm tư tham ác, sân ác này mà chúng ta có khởi lên ý nghĩ như vậy, cái điều tệ hại nhất chính là cái điều thứ 10, đó tức là tà kiến ác, miccha niết thí. Tức là ở đây cái tà kiến ác này khởi lên, chẳng hạn như chúng ta nghĩ rằng làm thiện làm lành thì không có kết quả, bố thí không có kết quả gì cả, không có tế lễ, mà trong kia là không có tế lễ, không có cúng dường, không có đưa đến kết quả dị thuộc, không có đời này, không có đời sau, không có cha, không có mẹ, không có các loài hóa sinh, không có sa môn và la môn mà chân chính hành trì để thành tựu, để thành tựu coi như là chấm dứt sinh tử khổ đau, tức là không có tội phước gì hết. Nói chung là vậy, không có cái tội phước gì hết. Con người này chính là có những lúc là thường kiến, có những lúc động kiến. Mà nói như tình huống này, tức là không có cha, không có mẹ, không có
đời này không có đời sau, không có những con người tu hành, không có cái sự chân chính, không có cái sự an lạc, cái sự tịch tịnh vắng lặng, đó chính là đoạn kiến. Hay là có cái sự tà kiến, tức là hiểu sai đi. Những cái chẳng hạn như họ tin cái tà tính khởi lên, tức là cái sự van vái, cái sự cầu khẩn, cái sự lệ thuộc và tha lực vân vân, thì những cái điều đó chính là cái giá trị của Mitcha Ditthi, của tà kiến. Mà người chúng sinh nào mà bị cái tà tư tà tâm này, tà kiến này khởi sanh lên, thì người đó sẽ bắt đầu làm thân làm ác, khẩu nói ác. Thì dĩ nhiên ý là chủ trì, sau khi tham ác sân ác đã khởi lên và có tà kiến ác, thì nó dẫn đến thân hành động ác, khẩu nói ác, do ý này làm nhân, ý này làm duyên. Mà người nào mà phạm vào 10 cái điều ác này, thì kính thưa quý vị, kết quả của chính đó là địa ngục. Cái quả dị thục của người đó đời sau, tức là đọa vào các cõi khổ địa ngục như vậy. Mà chính Đức Phật Ngài đã khẳng định là do nhân hành phi pháp, phi chánh đạo, một số lớn các loài hữu tình sau khi thân hoàng mệnh chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Đức Phật khẳng định rõ ràng như vậy. Sau khi làm những cái điều ác như vậy, sau khi thân hoàng mệnh chung sẽ sanh vào những cái cõi khổ là ác thú đọa xứ là địa ngục. Và ngược lại, ba cái thiện nghiệp của ý thiện nghiệp ba cái ý thiện nghiệp đó, tức là người không có tham ái, con người không có tham ái, có tham lam cái tài sản của kẻ khác, không có cái sự ganh tị, hay không có một cái sự muốn cướp đoạt, muốn coi như là sang đoạt cái tài vật, cái điều tốt đẹp của người, của cái người ta đang có, họ không khởi lên cái tâm đó, tâm của họ tránh xa, tâm của họ từ bỏ cái điều đó, họ có cái chánh kiến, họ có một cái điều không tham, cái Anaphicca, và họ không có cái lòng hiềm tỳ để hại người, mà tâm luôn luôn khởi lên cái tâm từ, mong các loài hữu tình sẽ không có cái đau khổ, sẽ không có cái sự oán hờn, sẽ không có cái sự khổ đau, mong cho họ được an lạc, mong cho họ được tốt đẹp. Cái người có cái ý thiện nghiệp nó khởi lên như vậy, và cũng như thế, kính thưa quý vị, cái người có một cái ý thiện lành, thì người đó mới có một cái chánh kiến, mới có samma ditthi được, mới khởi lên trong tâm của họ, họ mới thực hành các cái hành động như là bố thí, như là trì giới, như là tu tiến, như là cung kính phục vụ, thiết pháp tính, pháp thủy, công đức hữu, công đức cải chánh tri kiến, vân vân. Hay là họ biết rằng bố thí sẽ có quả bố thí, tế lễ hay hoặc là cúng dường, hay là những cái hành động thiện thì sẽ cho quả dị thục đời sau được an lạc, có đời này có đời sau, có cha có mẹ, có các hạng sa môn bà la môn chân chánh hành trì để hành tụ các cái quả vị an lạc tốt đẹp, và họ thành tựu với cái tự tri tự chứng của mình, họ tuyên bố cho đời này và đời sau được yên vui, được tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, nếu như ai mà thực hiện được 10 cái điều thiện nghiệp này, thì người đó, cảnh giới của người đó, thì chính Đức Phật Ngài cũng tuyên bố cho nhân hành đúng pháp, hành đúng chính đạo, thì một số loài hữu tình sau khi thân hoại mệnh chung sẽ sanh về thiện thú thiên giới ở đời này. Và kính thưa quý vị, ở trong Tăng Chi, Đức Phật cũng nói rằng, này các thầy tỳ kheo, thành tựu bốn pháp này tự mình làm khích lệ mình, làm người khác chấp nhận làm và tán thán, sẽ không rơi vào địa ngục. Và có thể nói rằng là ở đây
ai mà thân làm những cái việc ác thì họ khổ khốc liệt, thân thể bị thương vong hoặc thọ bệnh bị kịch liệt, hay là tán tâm loạn ý, hoặc từ hoặc tai hại từ vua, hoặc bị vu quan bị vu mà trọng tội, bị ly tán, tài sản tan nát, hoặc là phòng ốc nhà cửa bị quả thiêu đốt, hay đó là sau khi thân hoại mệnh chung bị ấy sinh vào cõi ác thú địa địa ngục, nguy hiểm như vậy đối với cái thập thiện, thập cái ác nghiệp, và cũng như nói đến thập thiện nghiệp thì người đó được sinh về cảnh giới an lành. Một chúng sinh là một chúng sinh không dễ dàng tạo được cái thập thiện nghiệp. Người có phước mới thực hành được thập thiện nghiệp, mà người không phước dễ tạo ác nghiệp. Đây là cái điều mà chúng ta suy nghĩ kỹ. Cái bố thí, cái trì giới, cái tu tiến, cái cung kính, cái phục vụ, cái thiết thiện công đức, hội công đức, hay là thập thiện nghiệp, tức là tránh xa sát sanh, tránh xa trộm cắp, tránh xa nói dối, rồi nói hai lưỡi, nói năm thùng, nói độc ác, nói phù phiếm, tránh xa cái tham lam, cái sân hận, cái tà kiến. Mà người mà làm được như vậy, người đó có cái phước mới được làm, và nhờ cái phước duyên từ tiền thân, họ có cái tâm tu, họ có cái tâm thiện lành, và dẫn dắt họ tiếp tục được cái thiện này. Còn người thường bị cái tâm ác, vì cái sự nghèo khổ, vì cái tham lam, vì cái tánh sân hận, và cái tham lam đó cho nên họ mới sát sinh, họ mới trộm cắp, họ mới gian dâm, họ mới dối lừa, và họ mới nói những lời họ mới tham ác, họ nói những cái lời sân hận và ý mà suy nghĩ ác. Đó chính là do cái thói quen rất là nhẹ nhàng, rất dễ làm điều ác mà khó làm được cái điều thiện. Cho nên Đức Phật ngài dạy ở trong bài kinh Sừng Bò là sừng bò và lông bò, cái nào nhiều hơn? Chắc chắn là sừng bò chỉ có hai, mà lông bò thì vô số. Cũng vậy, cái người mà sanh thiện thú thiên giới nó như là lông bò, xin lỗi, như là sừng bò, là có hai thôi. Mà người mà đọa địa ngục bằng sanh A Tu La ngạ quỷ do tam ác nghiệp này như là lông bò. Đó là cái giá trị sự thật. Khi biết được các cái pháp nó thuộc về hạ liệt, các cái pháp thuộc về thù thắng, thì chắc chắn rằng chúng ta cố gắng để chúng ta tu tập, chúng ta cố gắng để chúng ta thực hành, để chúng ta được an lạc ở đời này cũng như đời sau. Đời này chúng ta không có sống được yên vui, sống không phải lo lắng, sống không cần phải sợ sệt, và sống không có cái hổ thẹn, không có câu thúc, không có buồn tủi, và sau khi chết được sanh về cảnh giới an lành, tức là thiện thú thiên giới. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua cái mười cái pháp ác và mười cái pháp thù thắng này là như vậy. Nếu có điều chi sơ thất, con kính mong chư Tôn Đức Tăng quý ngài thảo luận cho được sáng tỏ và tốt đẹp hơn nhiều nữa. Mong tất cả quý vị quan hỷ. Kính chấm dứt thời gian thiết nơi đây, trước khi dứt lời kính dân Phật Phật là Đức Trời Đức Thức Đại Đại Thiên Vương, các vị chư thiên, các vị chư thần, những chúng sinh là chân linh ký linh tại nơi đây, tại chùa này cũng như ở tất cả chùa chiền cũng chư tăng và quý vị, mong cho tất cả được an lạc, được thời quá, và cũng mong kính đảnh lễ chư tăng và thân chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá, để chúng con kính cung thỉnh thân tòa nhất cảnh cảm ơn để thảo luận chương trình. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bố Thí Giá. Dạ, con thành kính tri ân Thượng Tọa Tề Quyền. Dạ, con không thấy Sư Giác Đẳng trong room. Dạ, con thành kính cung thỉnh quý sư. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu và các quý ân sư từ bi quan hỷ điều khiển chương trình. Dạ, Nam Mô Bố Thí Giá. Con xin cung thỉnh quý ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Giờ này không thấy có thứ tới giật đẳng trong rừng để điều họp. Thỉnh thoảng thì chúng ta gặp vấn đề một chút. Trước tiên thì chúng tôi xin đặt câu hỏi thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Quang Hỷ. Lời. Rồi sau đó Thượng Tọa Pháp Đăng sẽ hỏi Thượng Tọa Pháp Tân một câu, Thượng Tọa Pháp Tân hỏi Thượng Đại Đức Pháp Tích một câu. Cứ như thế chúng ta luân phiên vừa hỏi vừa đáp cho đến khi đã có Thượng Tọa Tự Nguyện vào trong Thượng Tọa Giác Đẳng của rung để điều họp, và thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được và có ở trước mắt không ạ? Kia ở nhà ông không có muốn tiếp khách, cho nên là sớm họ chạy qua. Anh ba có nhà không? Không, anh ba đây trong nhà. Ông trả lời nó không có, vắng mặt rồi. Cái gì nè, xin hỏi từ tòa Pháp Đăng một câu. Hôm nay chúng ta học về hai giới pháp, mười pháp thuộc phần tay, thuộc phần hành, và mười pháp thuộc phần thủ thắng. Tại sao ở đây khi nói đến mười bất thiện nghiệp đạo là pháp và thuộc phần hạ liệt, chúng ta nêu lên mười pháp bất thiện nghiệp đạo mà không có nêu lên mười cái phiền não? Có ý nghĩa gì khi mà nói đến pháp thuộc phần hạ liệt là mười bất thiện nghiệp đạo
chứ không phải là 10 thứ phiền não. Tham sân si mạng nghi tà kiến, không trầm vô tà vui phóng dật. Xin Thượng Tọa Pháp Tăng Quan Hỷ giải thích cho, trả lời cho câu này. Nam Mô Bổn Thầy. Xin thỉnh Thượng Tọa. Hello, hello, quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Nãy không có thấy tín hiệu gì của quý vị báo là có nghe chúng tôi nói hết, nên chúng tôi phải chạy ra ngoài, chúng tôi vô lại. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa nói về 10 cái pháp bất thiện, sau tài xuất sau sau phục phần hạ liệt, mà không nói 10 phiền não. Thì thật sự thì chúng ta biết phiền não là nó ngủ ngầm, còn khi mà sắc sanh là nó hiển lộ. Nhưng mà khi mình có sắc sanh á, tất nhiên mình có sanh phiền não sanh rồi. Hay là mình có trộm cắp á, thì mình có phiền não tham ác rồi. Mình sân thì có sân ác. Nếu mình sát sanh á, sát sanh trộm cắp tà dâm thuộc về thân nghiệp. Nhưng mà nếu mình đã sát sanh á, thì mình có tham ác hoặc là sân ác. Ví dụ chúng ta nói rằng tham ác là ví dụ một người họ thích ăn thịt chó thì họ giết con chó, thì họ giết con chó là tâm sân và tâm tham. Sân ác và tham ác với hai là tà kiến ác, và họ làm việc giết con chó đó. Nên khi nói đến bất thiện nghiệp đạo đó thì gọi là pháp hạ liệt. Nhưng mà thật sự ra thì khi mà có nhiều người họ có phiền não mà khi họ chưa có làm, bởi thường thường chúng ta biết rằng cái phiền não, ví dụ mình khởi lên cái tâm tham nhưng mình chưa có làm. Ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện vị sa di đó, khi mà nhìn thấy món cà ri khởi cái tâm tham vị, nhớ lại cái lúc mà mình còn làm cư sĩ mình ăn món cà ri, thì vị thầy biết được cái tâm mình, biết được tâm của vị sa di đó, mới nói rằng này con đừng có đốt cái lưỡi mình bằng cái món cà ri. Thì vị đó biết rằng mình khởi lên tâm tham mà thầy mình biết được rồi, nhưng mà khi đó vị đó chưa có làm. Nhưng mà khi một người mà họ trộm cắp thì họ đã làm rồi, nghiệp đó thành nghiệp rồi, thành nghiệp rồi. Còn cái việc mà mình khởi lên cái tham á, nhưng mà nó chưa có làm, nên ví dụ chúng ta là người mà gọi chưa diệt được phiền não đó, thì phiền não này vẫn ngủ ngầm trong tâm. Nhưng mà cái phiền não này nó mạnh đó, nó hiển lộ luôn đó, là nó làm cho chúng ta, thân chúng ta sát sanh, trộm cắp hay tà dâm. Và khi thân sắc sanh trộm cắp đại dâm như vậy á, thì ý của mình á, nó có tham ác, sân ác và tà kiến ác rồi.
Ý của mình nó đã có tham ác, sân ác, tà kiến ác, nó làm cho thân sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Như vậy khi một người sắc sanh, trộm cắp, tà dâm á, thì ai cũng biết hết, ai cũng biết hết. Và điều đó được Đức Phật ngày hỏi người Kalama đó. Thì người Kalama bất luận người họ cũng biết hết. Họ cũng biết hết. Tại khi mình sát sanh á, thì mình giết hại như vậy đó, hỏi tốt không tốt thì họ biết, họ biết là không tốt. Rồi không sát sanh á, thì họ biết là tốt. Nhưng mà khi mình nói đến cái tà kiến á, để cho mình tà kiến là mình phải trình bày giống như là tà kiến trong tâm khiến người đó họ hành động. Họ hành động ví dụ như một cái người tà kiến, họ không tin giết con chó có tội, thành ra họ giết con chó bằng nhiều cách mình thấy rất là dã man. Con chó còn sống như vậy đó mà họ lấy cái máy khò đó, họ khò con chó cháy lông mà nó con chó còn sống, mà họ lấy cái máy khò mà họ khò lửa vô con chó mà con chó nó đau khổ, nó chết từ từ như vậy. Thì nó nghĩa là cái người đó họ không có tin tội phước, họ có cái tà kiến ác. Thì cái tà kiến là họ không tin tội phước nên họ dùng cái thân họ giết con chó mà giết một cái cách dã man như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi một người mà họ sát sanh á, thì ai cũng nhìn vô biết hết. Như ví dụ một người có tâm tham đi, nhưng mà họ có trong lòng chưa có ai biết hết, chưa có làm ai, chưa có ai biết hết. Nhưng mà khi họ làm á, họ giết con chó như vậy đó, hay là họ sân lên á, họ đâm người ta, đâm dao này đâm dao kia, đâm dao nọ vô người khác đó, đâm nhiều nhát dao như vậy đó, hay là cái người sân lên họ chặt tay chặt chân người ta đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà họ sát sanh bằng cách đó thì ai cũng biết hết, mà họ phải chịu cái hậu quả. Còn ví dụ mình khởi lên cái ý thôi, mình khởi lên cái ý thôi, có nghĩa là mình chưa có làm. Ví dụ mình giận người đó quá đi. Ví dụ chúng ta thấy khi bị vua Quý Đu Đất, hoàng tử Quý Đu Đất Phá nghe cái người tùy tùng của mình báo lại đó là dòng Thích Ca đó lấy sữa rửa cái đôn đó, thì ông hoàng tử Quý Đu Đất Phá đã sân rồi, đã nói rằng nếu mà ngày nào mà ta kéo quân trở lại cái dòng Thích Ca đó, ta sẽ lấy máu của nơi cổ của dòng Thích Ca ta rửa cái chỗ ta ngồi lại, lấy máu mà rửa lên cái chỗ ngồi. Thì quý vị thấy rằng khi mà sân như vậy đó, nhưng mà cho đến lúc mà cho đến lúc sau này đó là lên làm vua, Quý Đu Đất Phá đã kéo quân lại giết dòng Thích Ca, giết dòng Thích Ca. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sân, nhưng mà khi họ chưa làm, khi mà chưa làm thì mình gọi là cái ý sân này. Nhưng mà khi mà mình nói đến cái người làm rồi đó thì họ là sân ác. Họ sân ác có nghĩa là họ đã hành động như vậy rồi. Nhưng mà mình nói thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thấy những cái người có thần thông thì còn nguy hiểm nữa. Những người thần thông thì họ không cần phải dùng tay chân, nhưng mà họ dùng cái tâm của họ thôi. Họ nghĩa là họ dùng lửa bằng đèn mục, bằng mục mà chúng ta gọi là giống như họ có thần thông, họ dùng lửa đốt cái làng tiêu hủy hết. Thành ra quý vị thấy trong cái bài kinh mà Trung Bộ mà cái mốt mình học tới đó, khi cái người cư sĩ mà theo ngoại đạo đó là chúng ta nói và chúng ta sẽ nhớ cái tên Ubali đó. Ubali đó, Ubali có nghĩa là người mà đi theo ngoại đạo rồi đi hỏi Đức Phật, cái Đức Phật thì ví dụ á, ngoại đạo cho rằng thân ác á, là cường 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 thịnh, nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng ngài chủ, ngài nói là cái nghiệp á, là do cái hành động của người đó, nhưng mà cái ý nghiệp đó nó rất là quan trọng, ý nghiệp rất là quan trọng, thì Ubali không có chịu, khi mà Đức Phật ngài thí dụ á, ngài thì đưa ra mấy cái thí dụ đó, ví dụ như làng A Lan Đà này, ngươi có nghe một lần có một quý vị đó đã hủy diệt cái làng này không? Thì vị này có nghe và có biết như vậy, thì lúc bây giờ vị này đã phục phục rồi. Đức Phật nói nếu một cái người mà họ dùng thân
họ đi chém 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 người này kia nọ, nhưng mà không bằng cái người họ có thể dùng tâm của họ đó, mà họ dùng lửa họ đốt hết cả làng, hay họ dùng nước ngập hết cả làng cho người ta chết như vậy đó, thì nó còn kinh khủng hơn nữa. Nên khi mà Đức Phật ngày thí dụ cho Bali đó, có nghĩa là cái ý ác ấy, nó sẽ khởi lên là rất là nguy hiểm. Chứ không phải cái thân nó giết nó không được bao nhiêu hết, nhưng cái tâm á, mà nếu cái thân muốn giết được á, phải do cái tâm. Chúng ta nên hiểu như vậy đó. Cái thân mà mình muốn giết á, phải là do cái tâm. Ví dụ như chúng ta thấy những người mà họ có vũ khí tử đi, họ không dùng dùng thân mà lấy cái da họ giết người khác, nhưng mà họ dùng cái tay của họ, họ bấm cái nút và cái trái nguyên tử đó nó bay tới một cái thành phố và nó tiêu hủy hết cái thành phố đó. Thì rõ ràng nó họ không tới đó trực tiếp họ giết, nhưng mà họ có thể cái ý của họ nổi sân lên đó, họ có thể điều khiển. Mà thường thường bây giờ chúng ta thấy có những hệ thống điều khiển bằng bằng cái ý của chúng ta thôi, bằng cái bộ não của chúng ta thôi, chứ không cần phải phải dùng thân. Thì điều này được Đức Phật ngày nói cũng giống như một người có thần thông vậy đó, họ khởi lên cái ý ác, họ muốn giết hại người khác đó. Họ không cần dùng thân nhưng mà họ giết bằng bằng cái ý. Là muốn nói ở đây là cái ý ác quan trọng. Nhưng mà ở trong cái thập ác á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nêu lên cái việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nhưng mà thật sự khi một người sát sanh, trộm cắp, tà dâm á, thì họ có phải có cái ý ác rồi. Họ có cái ý tham ác, sân ác và tà kiến ác rồi. Thì cái thân của họ đó, họ mới làm việc tà dâm, hoặc là họ làm việc sát sanh, họ làm việc trộm cắp. Còn khẩu cũng vậy. Chúng ta thấy rằng nếu mà cái ý không có tham ác, sân ác và tà kiến ác á, thì cái khẩu nó cũng không có thể nào nói ác được, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói những lời nhảm nhí ít được. Mà phải có, tức nghĩa là người đó đó, họ có những cái ý ác, họ mình có ý bất thiện đó, thì cái thân và cái khẩu đó, cái thân và cái khẩu nó do cái ý. Nên thường thường trong luật đó, thì có nói rằng một cái người mà làm việc đó đó, họ có cái nghiệp đó, ý nghiệp và thân nghiệp, hoặc là ý nghiệp và khẩu nghiệp. Ví dụ một cái người họ chỉ nói thôi mà họ không làm. Ví dụ như trong luật cũng có nói rằng, ví dụ ông thầy ông kêu người đệ tử đi tới lấy cái đó, ổng không có lấy, nhưng mà ổng kêu người đệ tử lấy. Nhưng mà khi người đệ tử lấy được đúng cái giờ của ổng nói rồi đó, thì ông thầy cũng phạm tội, mà cái người đệ tử cũng phạm tội. Người đệ tử phạm tội đó là có ý, còn ổng thì phạm tội có ý có khẩu. Ý là cái tâm mình, khẩu là cái miệng mình nói, mà cái người đã đi làm đúng cái giờ đó, cả hai được bị phạm tội. Nhưng mà nếu mà vị đó nói giờ đó mà người ta đi làm giờ khác đó, thì không có phạm tội, nhưng mà cái người kia phạm tội. Nhưng mà người này á, mình cũng gọi là cái ý, cái giới bất tịnh, cái giới bị ô nhiễm. Như vậy á, thì muốn nói đó, cái người mà họ nói ác á, nói đâm thọc, nói tiêu dệt, nói nhảm nhí á, thì cũng phải do tâm của họ đã ô nhiễm rồi, thành ra họ mới nói lên hay hành động đó. Quý vị nghe câu mano bút băng cái ma tâm ma mano sứ ta mano ma gia đó, mana sa che ba sang nê ná ba sát với hòa cả đồ tí hòa đó, tạ tô năng đúc không bằng nguyệt tí chắc căn hòa quá hả tô quá đăng á, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ô nhiễm nói lên hay hành động, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật chém vật kéo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi một cái người mà họ nói những lời nói ác, nói những lời đâm thọc, nói những lời thiêu dệt, nói lời nói dối, nói những lời nhảm nhiều ít á, thì có nghĩa là cái tâm của họ nó đã là cái tâm bất tịnh rồi, cái tâm bất thiện rồi. Chính vì như vậy á, nên cái phiền não, có nghĩa là ví dụ chúng ta có phiền não, ví dụ chúng ta vẫn có hôn trầm thì miên phiền não, nhưng mà không phải lúc nào hôn trầm thì miên phiền não nó cũng hiện lộ. Lúc nào mình ngồi mình gục gắt ra thì mới gọi là không cầm thì miên nó có mặt. Còn lúc nào mà mình ngồi mình nhớ chuyện đông chuyện tây mới gọi là trạo hối. Lúc nào mình nhớ đến cái người nào mà mình thù hằn đó thì mới gọi là lúc bây giờ mới gọi là sân độc cái. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, khi mà chúng ta có nhưng mà chúng ta không có nghĩ tới thì lúc bây giờ chưa có. Giống như bây giờ nhà chúng ta có dao, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng mang dao. Lúc nào chúng ta cần, giống như cái người đó ở nhà họ có dao, nhưng mà đâu phải là lúc nào cũng giết người.
Nhưng mà khi họ giận lên, họ cầm con dao, họ chạy qua, họ chặt tay chặt chân người khác, như vậy thì lúc bây giờ họ mới gọi là ác. Chứ còn không phải là nhà có dao là ác, mà khi mà họ cầm dao đi giết người mới là ác. Thì muốn nói đến khi mà sát sanh đó, là cái người đó đã làm như vậy rồi. Tức nghĩa là họ có cái vật vũ khí, nhưng mà bây giờ họ đem đi họ giết người khác và chặt tay chặt chân người khác. Như vậy thì muốn nói đến cái phiền não thì chúng ta ai cũng có. Cái nghĩa là chúng ta chưa thành bậc thánh thì phiền não ai cũng có. Nhưng có nhiều người họ khi họ khởi lên chút xíu thôi họ không dám làm. Họ khởi đi chút xíu, họ có khởi trong tâm nhưng họ không dám làm. Mà thân họ không dám sát sanh hay không dám tà dâm. Họ khởi lên vậy thôi, họ không dám làm. Nhưng có nhiều người họ làm luôn. Thì như vậy rõ ràng cái người này họ không chế ngự cái phiền não, mà phiền não đã chế ngự họ. Còn nếu mà họ mà khởi lên đó, mà họ khởi lên nhưng mà cái tâm thiện họ có thể khởi lên lợi đó, họ thấy cái điều đó là tội lỗi đó, họ có đàm quý sanh khởi đó, thì lúc bây giờ cái phiền não tham kia hoặc là phiền não sân kia nó không làm cho người đó làm việc được một việc khác đó, mà người đó nghĩ đến tội lỗi, người đó sợ, người đó không dám làm. Như vậy là trước đó là cái tâm sân, nhưng mà sau đó tâm thiện, cái suy nghĩ về cái tâm sân này, nếu bây giờ mình giết người đó mình sẽ đi tù tội, mình sẽ bị người ta chặt tay chặt chân, mình bị mất tất cả, mình bị giam cầm, mình bị tịch thu tài sản, nghĩ như vậy mình không dám đi giết cái người kia. Như vậy thì lúc bây giờ trước đó là tâm sân, sau đó là cái tâm thiện nó khởi lên và nó ngăn chặn cái tâm sân, mình không dám làm việc ác kia. Còn cái người mà sát sanh thì họ đã làm việc ác rồi, trộm cắp cũng vậy, tà dâm cũng vậy. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái việc mà Đức Phật nói về thập ác nghiệp đó. Thập ác nghiệp là muốn nói đến 10 cái hành này nó đã là ác rồi, chứ nó không phải là ẩn tàng, mà nó là ác rồi, đã làm rồi, đã nói rồi, đã hành động rồi, khổ não bước theo cái người đó rồi. Còn cái người kia đó là nghĩa là khi mà họ có nhưng mà chưa có làm, mà chưa có hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nó đâm thọc, nó thiêu dệt, nó nhảm nhí ít, mình gọi chung là như vậy. Tại vì 10 cái ác nghiệp đó thì quý vị thấy tham ác, sân ác, tà kiến ác đó, hay là thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rồi khẩu nó ác, nó đâm thọc, thiêu dệt, ý có tham ác, sân ác và tà kiến ác. Nói chung là 10 cái pháp bất thiện này đó là như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái ý là muốn nói đến cái tham ác, sân ác, tà kiến ác là cái ý điều khiển cái thân. Nên thường thường quý vị biết rằng tâm sắc tâm là muốn nói đến thân biểu tri, khẩu biểu tri là cái sắc tâm cố định. Khi mình có thân có khẩu như vậy đó là mình đã có cái tâm bất thiện rồi. Còn khi mình có thân có khẩu thiện đó thì ví dụ thân mình thiện đó, mình cầm cái vật mình cho người kia, thì cái tâm mình đã vô tham với vô sân rồi, mình cầm mình cho. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái nghĩa là cái người có ý thiện đó họ sẽ điều khiển cái thân họ làm việc thiện, cái miệng họ nói lời thiện. Nhưng mà khi mà cái ý họ ác đó, cái nhiều khi họ chưa làm, có khi họ chưa làm. Nhưng mà cái người họ làm ác rồi á, thì tất nhiên là cái ý họ đã ác rồi, cái gì? Thì xin quý vị hiểu như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của từng đoạn đó thì con xin chia sẻ như vậy. Phiền não thì ai cũng có, nhưng mà người đó có diễn tiến cái việc ác hay không, hay là vị đó đang tu tập, hoặc là vị đó có tu tập, vị đó thấy được cái điều ác, điều bất thiện đó mà vị đó không có làm, thành ra nó chỉ là phiền não thôi, nó chưa có trở thành chế ngự người đó. Phiền não và phiền não chế ngự là khác. Ví dụ sân chế ngự người đó là người đó cầm dao đi chém người ta, gọi là sân chế ngự người đó rồi. Còn cái phiền não sân có, nhưng mà người ta không có bị chế ngự, có nghĩa là ta khởi lên. Nên thường thường mới nói rằng chúng ta sân giống như cái người dưới trên nước vậy đó. Mình có sân nhưng mà rút tay lên là nước bằng trở lại rồi. Mình có thể sân giống như là dưới trên cát, trận mưa là hết. Có nhiều người đã nói rằng sân vậy ngủ giấc thức dậy hết sân, hết nóng nảy. Có nhiều người đó thì cả trăm năm sau họ cũng còn giận giết người được đó, thì cái đó là mới ghê gớm. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho thượng đạo.
Theo như lời Thượng Tọa nói thì con xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng. Thượng Tọa hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng một câu. Theo Thượng Tọa Pháp Tăng á, thì cái ý ác á, có tham ác, sân ác, tà kiến ác, nhưng mà theo Thượng Tọa đó thì cái ba cái loại ý ác này đó, thì cái loại ý ác nó có giống nhau không? Nếu mà mình tạo nghiệp nó có sai khác với nhau không? Chỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng tôn vinh. Cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng thì chưa có nghe, chưa có rõ. Không biết là cái gì ác, ý ác, mà ý ác cái nào nó cái quả nó nặng hơn là sao đó, thì cũng không có rõ lắm. Không biết là Thượng Tọa hỏi là trong ba cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, thì cái nào là cái quả nó nặng hơn, hay là những nào nó đặc biệt nghiêm trọng hơn đó, thì có phải như vậy không ạ? Bây giờ đó là nếu mà nói rằng ý đó, thì đó có ba là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thế chúng ta thấy tham ác, sân ác và tà kiến ác á, thì ba cái này được gọi là ác hết, tức là thân ác, tham sân ác, tham ác và là tà kiến ác thì đều là ác hết. Một khi mà khởi cái ý lên, mình nghĩ cái việc của mình, mình nghĩ tâm mình nghĩ như vậy, suy nghĩ như vậy với cái động cơ là do tham và nó nung nấu, nó thiêu đốt và nó làm cho phát tác mạnh lên, thì cái đó mà cái động cơ là do tham thì đó gọi là tham ác. Và tương tự như vậy thì cái sân ác cũng vậy. Cái sân ác là mình nghĩ mình nóng giận, mình bực bội, mình trả thù hay là mình não hại tổn thương chúng sinh khác, thì từ cái động cơ là do sân, là khởi lên những cái điều đó, nung nấu thường xuyên như vậy, thì cái tâm mình suy nghĩ những điều đó do sự sân hận, và có thể khiến tới cái hành động, lời nói hoặc việc làm, thì cái đó được gọi là sân ác. Tương tự như vậy thì chúng ta thấy cái tà kiến ác. Cái tà kiến ác là cái sái quấy, nghĩ đến cái sái quấy, cái quan điểm sai quấy, không đúng với chân lý. Thì khi mà không đúng với chân lý ở đây đó là ví dụ như cái người đó họ cho rằng là không có nhân quả nghiệp báo gì hết, có nghĩa là ngay cả đời này thì có tốt hay là có xấu, có hanh thông hay là trắc trở đó, thì nó cũng không phải là do nghiệp xấu hay là nghiệp tốt của quá khứ, mà tự nhiên nó có. Họ nghĩ như vậy. Hoặc là họ nghĩ là ngay cả cái việc mà mình tạo, mình làm cái việc ác gì đi nữa thì nó cũng không có cái quả báo gì đấy. Hoặc là một người nghĩ rằng là có một thần linh nào đó, cái thần linh mà theo quan điểm về tôn giáo, theo quan điểm về địa phương, rồi theo quan điểm về tôn giáo của họ đang theo, thí dụ vậy, họ tin rằng có một thần linh nào đó đã phạt họ, phạt vạ họ, hay là ban bố cho họ được những cái ân sủng gì đó, thì khi mà họ nghĩ như vậy thì cái đó
nó thuộc về cái quan điểm trái với chân lý, nó thuộc về tà kiến. Tà kiến nghe, và do cái tà kiến đó đó mà khiến cho họ có cái hành động. Hành động ví dụ như bây giờ giết he dê, giết heo, giết trâu, giết bò, giết gà, giết vịt chẳng hạn, để cúng tế các thần linh đó, cúng tế để giải oan nghiệp cho mình, giải cái điều khổ sở cho mình, nghĩ rằng có một cái gì đó mà cần phải cúng như vậy, thì cái đó nó thuộc về tà kiến nghe. Thì bây giờ đó, thật sự ra khi mà mình nói đến cả ba cái, nó cũng đều là ác hết. Nó khởi từ ở cái ý của mình, cái tâm của mình. Cái sân ác á, chúng ta thấy nó phát tác mạnh. Phát mạnh có nghĩa là một khi mà đã sân giận lên đó, thì người ta có thể phá hoại đủ thứ hết, phá hoại các thứ. Ví dụ gì mà đang giận mà cái món đồ vật đó mà liên quan tới cái người mà chúng ta giận thì chúng ta muốn đập phá hay là hủy hoại nó đi, ví dụ vậy. Hay hoặc là cả cái người đó mình đang sân giận, đang bực bội, thì có lẽ là có cái gì được thì cứ cứ đập, cứ chém, hay là cứ đánh đập, hay là tác hại. Hay hoặc là do sân ác là họ chửi bằng, họ nói những cái lời rất là độc ác đó, rất độc ác, nghe nghe nó cay cú, nó chua ngoa, rồi làm cho người khác nghe thấy là đau lòng, thì bắt nguồn từ ở cái sân ác đó, chúng ta thấy. Nhưng mà cái sân ác này đó thì thật sự ra thì tuy nó phát tác mạnh đó, nhưng mà nếu mà chúng ta có khéo tác ý một chút đó, về vấn đề cái đối tượng mà chúng ta đang có cái xỏ nhầm cái để mà cái sổ ra cái sân ác đó, đó thì có lẽ là cái lời nói cái sân ác đó hoặc là cái hành động đó nó kịp thời nó ngăn chặn. Thấy nó nóng như vậy, thấy nó phân phần như vậy, đụng cái gì là quý hoại cái đó, đụng người thì chúng ta muốn đập, muốn chém, muốn giết gì đó, đụng vật thì cũng vậy, hoặc là con vật, đồ vật cũng vậy, muốn phá, muốn bỏ, muốn hủy hoại cái đó đó. Thì như vậy đó thì nó có thể dễ bỏ hơn là cái tham ác. Cái tham ác thì thật sự ra đó, cái tham ác đó thì nó là sự dính mắc mà. Nó là sự tìm kiếm, nó khác với lại cái sân. Tham ác nó là sự tìm kiếm, nên đi truy tìm, truy tìm rồi đắm nhiễm dính mắc vào trong đó. Thì mỗi người có một cái sự truy tìm khác nhau, và do cái truy tìm đó đó, chúng ta cái truy tầm đó đó, thì ngay cả những cái truy tầm mà nó không có phải là thiện, không phải là thiện, mà người ta vẫn truy tầm. Thì cái truy tầm này á, là tùy theo cái khía cạnh của người, đi tìm kiếm cái này, đi tìm kiếm cái kia, từ bắt nguồn từ động cơ là tham, động cơ là tham. Cho nên là có người thì tham cái này hoặc tham cái nọ, rồi có người tham danh vọng, rồi có người tham địa vị, rồi có người thì tham cái này, tham cái kia. Thì nói chung là có nhiều cái tham. Rồi cái tham ác này đó thì thấy như vậy đó, nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng, nhưng mà thật sự là nó khó bỏ hơn cái sân. Còn cái tà kiến á, thì ở đây đó nó có thể nó liên quan đến cái sân, nó liên quan đến cái tham ác đó. Nhưng mà cái tà kiến á, thì nó đưa đến quả nó khốc liệt lắm á, nó đưa đến quả khốc liệt lắm á. Bởi vì chính cái tà kiến này đó là cái mà người ta vướng mắc mà người ta khó bỏ, vướng mắc mà khó bỏ theo cái quan điểm của họ. Và chính cái tà kiến này đó, tà kiến ác này là khiến cho người ta có cái sân ác cũng có, và cái tham ác cũng có.
Cho nên là thấy như vậy, nhưng mà tà kiến nó là cái quả rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng sinh mà nếu mà là do tham thì có thể sanh làm bàn sanh, có thể sanh địa ngục ngạ quỷ gì đó. Nhưng mà sanh cũng vậy, có thể sanh địa ngục ngạ quỷ gì đó, Atula. Nhưng mà cái tà kiến thì chúng sinh mà lạc vào tà kiến thì phải nói là tới cái tà kiến ác ở đây đó, thì cái đó nó thuộc về cái quan điểm, cái suy nghĩ của họ rồi, cái hàng ngũ của họ. Cho nên nếu do họ khó bỏ những điều đó, cho nên cái này nó lại là tà kiến, nó là tà kiến ác, nó nguy hiểm hơn, nó nguy hiểm mà nó dây dẫn hơn, nó dây dẫn hơn. Và khi một khi mà nó đã tác tạo thành nghiệp rồi đó, tác tạo thành nghiệp và nó lãnh lấy thọ, lấy lãnh lấy cái quả đó, thì cái quả này nó dây dẫn hơn là cái tham ác và sân ác. Nó nghiêm trọng hơn. Thật sự ra cái tà kiến này nó nguy hiểm này, thuộc về cái quan điểm. Cái tham ác thì một thời nào đó hay hoặc lúc nào mà mình có thể giảm bỏ bớt, hoặc là sân ác cũng vậy, bốc phát lên một nhất thời nào đó rồi lại là bỏ bớt. Nhưng mà cái quan điểm về tà kiến ấy, cái ác kiến ấy, thì cái này nó do rằng không bỏ được cái ác kiến, và cái ác kiến này nó đeo đẳng hoài đó, cho nên là cái việc đó nó tạo nên một cái quả nghiệp mà chúng sanh chịu lấy cái quả khổ rất là nhiều, nghiêm trọng hơn. Thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu. Hình như là thấy quý vị có phải là thượng tọa dắt đẳng vào không quý vị? Thấy những người có vị nào? Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa mới trở lại. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại điều họp cho cái buổi này bây giờ. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa. Sa thú ở cái trường thì tỏ tình xin được sám hối với chị Tổng Đức và xin lỗi với Phật tử là vì công phải của việc bị gián đoạn. Bây giờ không biết là thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ. Thượng tọa Tuệ Quyền, thường thường chúng ta nói là ngũ giới hay bát quan trai giới, nhưng mà chúng ta ít nói về thập thiện giới. Tuy nhiên, theo thượng tọa Tuệ Quyền nghĩ đó là cái một người hành theo thập thiện đó, họ có cần cái tác ý để từ bỏ không? Thí dụ như là mặc dù họ không trộm cắp của ai, bây giờ họ giàu có nhưng mà họ vẫn phát nguyện, hay là bằng cách nào đó để họ có cái tác ý rằng nữa là tôi sẽ không có lấy của không cho, hay là tôi sẽ không sát hại sinh vật, thì ở trong thập thiện có cần cái tác ý từ bỏ giống như là trong ngũ giới bất quan thế giới không? Cái tịnh thì tôi tự Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Chư Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân. Đạo mình là lễ đến Pháp Tính và Đức Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào quý cô nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì một cái người mà có cái tác ý để thọ trì ngũ giới, hay là một người mà họ vốn họ đã có một cái không có sát sinh, nghe con người lương thiện, chúng ta tạm gọi như vậy, thì ở đây cái gì cũng vậy, kính thưa quý vị, phải do tâm. Nếu như cái tâm mà chúng ta cố ý từ bỏ sát sinh, từ bỏ nói dối, từ bỏ coi như là nói hai lưỡi nó đâm nó độc ác, thì cái tâm của chúng ta phải có cái nghị từ bỏ. Thì đó nó mới tạo thành, nó cứ chính là một cái người mà đúng đắn. Thì từ bỏ ác nghiệp cũng vậy, nó cũng vậy đó. Bây giờ mình không sát sinh, mình từ bỏ không sát sinh, thì chúng ta sẽ thành tựu được một cái giới gọi là giới không sát sinh. Chứ không phải tự nhiên, thí dụ bây giờ mình nó không có mất cái tính cái giới tự nhiên, phải trừ cái giới tự nhiên, tức là họ không có sát sinh, họ không có trộm cắp, họ không có gian dâm, họ không có nói dối, nó hay lửa, nó đâm tổng, nó độc ác, ý không tâm ác, sân ác, tà kiến ác, v.v. Thì cái đó là do cái chỉ có một số cu lục châu thôi,
nó tự động nó được cái đó. Và đối với những chúng sinh ở cái cảnh giới đó là do họ hàm hành thập thiện, còn ra từ bỏ thập ác nhiều rồi, họ sanh về cái cảnh giới đó. Thì cũng vậy, khi họ hành thập thiện thì ý nghĩa tức là không làm những cái điều đó thì họ đã thành tựu, họ đã được cái điều việc thiện, chứ họ không có được, chưa chắc là họ được chữ giới. Cái điều này nó rất là đặc biệt. Thí dụ như bây giờ theo cái pháp luật bên ngoài thì nó hơi có tính chất khác, nhưng mà cái tinh thần của pháp luật của Phật á, thì nó cần phải có cái tâm, tức là cái tâm có cái tâm. Thí dụ như bây giờ người mà hành thập thiện thì vốn người ta thiện, nhưng cái giới là chúng ta phải từ bỏ. Xin khẳng định là như vậy. Bởi vì con xin tránh sát sanh, tránh trộm cắp, tránh gian dâm, thì điều đó chúng ta mới thành một cái điều là một cái người thiện tốt đẹp. Còn người mà không có tác ý về giữ giới thì họ sẽ không có giữ giới. Ví dụ bây giờ nói một cách đơn giản như thế này, ví dụ bây giờ mình không có bằng lái xe, thì chúng ta không phạm luật lái xe. Bởi vì mình không có bằng lái. Nhưng được một người có bằng lái xe, họ mới biết được tại sao họ lái xe. Mà nếu như họ lái xe thì họ phải tránh chỗ này, phải dừng lại đèn đỏ, phải dừng lại cái người đi qua, phải nhường cho bên trái bên phải vân vân, phải nhường ở cái vòng xoay và cái chỗ này chỗ kia, thì họ phải làm đúng như vậy thì họ mới đúng luật. Còn một người giống không có bằng lái thì họ đâu có quan tâm, thì như vậy thì cái người đó họ đang hành cái luật, họ đang hành luật giao thông, có phải không? Thì chúng ta không thể nói như vậy được. Thì như một người cũng vậy đó, họ không có tác ý đến cái giới, thì cũng như cái người mà không có cái bằng lái để lái xe. Còn cái người có bằng lái để được lái xe thì họ biết họ không có chạy quá tốc độ, họ không có vượt đèn đỏ vân vân, thì hoặc là họ qua đúng cái đi đúng cái làn đường của mình, và đúng cái chỗ nào mà quẹo, cái chỗ nào mà quẹo trái quẹo phải, phải mở đèn coi như là xi nhan nó như thế nào vân vân, thì cái đó đó, kính thưa quý vị, thì họ đi đúng cái đó thì họ an toàn. Còn hoàn toàn cái người kia thì không có phạm luật giao thông mà cũng không có lái luôn, thì cái người đó nó mang tính bình thường. Dạ. Thì cái người mà hỏi cái người mà hành thập thiện cần có tác ý để từ bỏ như cái người giữ giới không, quả thật thì như cái người hành thập thiện này, thì nếu như mà người hành thập thiện thì người đó chắc chắn là người đã từ bỏ cái ác nghiệp như người giữ giới, xin khẳng định. Còn nếu như mà nhiều khi họ là chỉ người hành thiện bình thường là không có giữ giới, thì như là cái người mà không có bằng lái một chút, mà vừa chúng tôi vừa ví dụ như vậy. Còn người mà hành thập thiện thì người đó vốn đã từ bỏ những cái ác nghiệp, hay là vốn người đó đã có cái thì hãy từ bỏ được cái, xin lỗi, họ giữ giới thì xem như là họ đã có được thập thiện, mà có được thập thiện thì xem như họ đã được giới. Bởi vì ý không tham ác, ý không sân ác, ý không tà kiến ác, hoặc là thân không sát sanh trộm cắp, tài dâm khẩu không nói dối, nói hơi lửa, nó đâm thọc, nó độc ác, ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì đây chính là giá trị của thập thiện rồi. Và ở đó cái giới đó nó cũng xuyên qua tam nghiệp này mà xuất hiện. Tuy chúng ta biết là thí dụ như chỉ là thân khẩu thôi giới, nhưng đều một cái giới uống rượu, nó chính là tâm mà uống vào nó say sưa. Cho nên cái giới đó người ta không nói về cái tại sao mà nó chỉ là sát sanh trộm cướp, gian dâm, nói dối, uống rượu, chứ không phải là uống rượu đây người ta không có đưa vào cái nào, thì chính vào uống rượu này tâm mà nó phóng dật, tâm nó say sưa, cho nên mới gây ra nhiều cái điều tội lỗi. Thì hành thập thiện cần có tác ý từ bỏ cái ác nghiệp,
như người giữ giới thì cái đây là cũng tùy cái người hành thập thiện, nó mang tính căn bản thì họ phải cần như vậy, và họ đã làm như vậy thì nó mới trở thành thập thiện, tức là người ta xem như người ta giữ giới thì thập thiện ta có. Thì các bạn thưa đó, đây là cái câu trả lời của chính con là vậy. Dạ, cuối gì cơ bộ tục tư tinh thần thường tọa, Nam Mô Bức Thầy. Sao thú kính trưng, thưa tôi tư quyền. À, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Tính trả lời cho câu thơ lụng số 4. Dạ, Đại Đức Pháp Tính cơ bản đó là một cái tệ nạn của xã hội. Ở trong những cái pháp như là ngũ giới, bát quan, đế giới hay thập thiện không thấy đề cập đến cơ bản. Như vậy cơ bản có tính là một điều bất thiện không? Và nếu có thì tại sao có, và không thì tại sao không? Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đăng, Thượng Tọa Tây Nguyên, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay tình cờ nghe câu hỏi của Thượng Tọa đó thì coi lại mới nhớ là ở trong giới lực không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân, thì lại là có cái vấn đề là không có nói về cơ bản, không có nói về cơ bản ở trong đó. Nhưng mà giờ nhìn lại mình mới thấy hình như nó hơi lạ lạ. Nhưng mà nói về cơ bản thì nếu mà xếp vào ở trong cái về những cái điều học thì nó cũng là một cái bất thiện nghiệp. Vậy thì chúng ta phải trở lại với cái câu mà ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có nói những cái điều gì đó mà chưa có quy định, những cái điều gì đó chưa có quy định mà cái người đời đó, người ta có cái sự mà phê phán thì cái đó không nên làm, cái điều đó không nên làm. Vậy thì nếu mà nói về cơ bản đó, thì quý vị thấy rằng cái người mà thắng thì cũng sanh tâm ngã mạn, rồi còn cái người mà thua đó thì cũng sanh ra cái tâm thù oán. Thành ra mình thấy rằng nó đều nằm ở trong bất thiện hết. Bây giờ ví dụ như là mình có thắng người ta đi, mình có được thắng người ta đi thì mình cũng khởi lên cái tâm ngã mạn thôi, và mình có thua người ta cũng khởi lên cái sự thù oán. Mà quý vị thấy rằng tuy rằng nếu mà nói về học giới á, thì không có rõ ràng, không có rõ ràng, nhưng mà những cái câu chuyện bổn sanh cho chúng ta thấy rằng là coi như là đối với cái sự cờ bạc nó sẽ đem lại nhiều cái tổn hại, nhiều khi cái tổn hại về mất mát tài sản, rồi nhiều cái tổn hại với vợ con của mình nữa, tại vì nó có thù oán, rồi nó có đủ cái chuyện hết quý vị. Cũng như ở trong câu chuyện bổn sanh, chúng tôi nhớ có một cái câu chuyện đó nói về một cái người đàn ông đó, họ đánh cờ rất là giỏi. Họ đánh cờ rất là giỏi, không có ai mà đánh lại hết đó. Thành ra đó, rồi có một cái vị đạo sĩ đó, mới bày ra một cái mưu kế, nói rằng là cái người đàn ông đó, người ta đánh cờ giỏi, và cái nói chung là cái phước của người ta nó cũng có, mà cái đó nó cũng ảnh hưởng từ cái người vợ nữa. Thành ra do cái người vợ đó, là một cái người mà có đức hạnh, có đức độ, thành ra hai vợ chồng nương tựa cái phước của nhau. Thành ra bây giờ nếu mà muốn cái người đàn ông nó đánh cờ mà thua đó, thì làm cái cách nào mà
phá đi cái đời sống phạm hạnh của cái người vợ đó. Có nghĩa là tìm cái cách nào để làm cho cái người vợ đó bị phạm giới, bị vướng vào tà hạnh. Thì coi như là cái người đàn ông mà đang đánh cờ giỏi đó sẽ bị thua thôi. Đó thì nhiều đàn ông đã bày mưu lập kế, và cuối cùng thì người vợ bị hư hỏng về phạm hạnh. Thành ra từ đó trở đi thì cái người đàn ông đó đánh cờ lúc nào cũng bị thua hết, tán gia bại sản, không còn một cái danh dự gì hết. Đó thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để nói rằng đối với ở trong Phật Pháp cờ bạc thì cũng kể trong bất thiện nghiệp, quý vị, ly ác bất thiện pháp, lìa ác bất thiện pháp, chứng và trú được sơ thiền. Đó thì nếu mà quý vị nghĩ đi, một người mà có cái sự mà cờ bạc như vậy thì nó nằm trong bất thiện pháp, thì làm sao mà chứng được thiền. Thì nếu mà vậy thì cái này thì nó nằm ở trong cái phần bất thiện nghiệp rồi, nó nằm ở trong cái bất thiện nghiệp rồi. Lúc đó thậm chí nếu mà nói về bất thiện nghiệp thì thậm chí lúc đó thân cũng phạm vào. Nếu mà một người mà đang chơi cờ bạc ý bất thiện mình luôn luôn tìm cái cách nào, suy nghĩ cái cách nào đó để mà thắng người ta, ý bất thiện rồi, nhiều khi mình phải dùng khẩu nữa, phải dùng khẩu nữa. Sẵn ở đây chúng tôi kể ra những cái câu chuyện mà ngày xưa mà chúng tôi ưa gặp ngoài đời, quý vị biết rằng chúng tôi có biết được một cái người đó, họ chơi cái môn mà tài xỉu lắc xí ngầu. Tài xỉu đó quý vị biết đó, người ta chơi giỏi đến nỗi mà người ta ngồi người ta lắng nghe, người ta lắng nghe cái hộp xí ngầu nó rớt xuống á, là cái mặt đó mà nó chạm xuống, nó rớt xuống như vậy á, thì cái âm thanh nó vang lên như thế nào. Thì người ta nhớ rằng là lúc đó đó là mặt lục hay là mặt tứ, đó thì người ta luyện cái cỡ đó đó quý vị. Có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy thường thường á, bây giờ mình lấy một cái hộp gì đó mà hình vuông đi, đẩy lên đẩy xuống đi, cái mặt này á, mà nó chạm vào mặt đất á, thì nó kêu tiếng khác. Mà hễ mà cái mặt kia đó mà nó chạm xuống mặt đất á, thì nó kêu cái tiếng khác. Là tại sao? Tại vì bốn mặt đó hoặc là sáu mặt đó người ta dán hồ là nó đều phải nặng nhẹ khác nhau hết, thành ra nó sanh lên một cái âm thanh nó khác nhau. Đó thì quý vị biết rằng có một cái anh chàng đó, ảnh chơi cái môn tài xỉu đó, ảnh nghe rất là giỏi. Hãy mà ảnh nghe mà hãy mà lục nó đi là ảnh biết lục nó đi, mà hãy mà tứ nó đi là nhất nó đi là ảnh biết. Có nghĩa là tài về hoặc là xỉu về là ảnh biết hết. Thì ảnh ngồi ảnh nghe như vậy đó. Đó thì có một cái đứa khác nó mới phá thế cái anh đó. Có nghĩa là nó ngồi nó cứ nói hoài, nó cứ ngồi nó nói chuyện hoài. Nó nói là nãy nó nói cũng như là nó đặt ra một cái câu chuyện gì mà để mà nó làm cho cái người đó, người ta bị phân tâm, người ta tức, người ta không có dùng lỗ tai người ta nghe được. Tại vì là nó ví dụ như bây giờ nó cứ ngồi đó mà nó lải nhải vô cái lỗ tai người ta hoài, thành ra người ta nghe không được. Thành ra lúc đó người ta nghe bị trật đi. Đó thì chúng tôi nói ra cái điều này để chỉ quý vị, cái người cờ bạc á là ý mà bất thiện cũng có, mình suy nghĩ mình tìm cách nào để mình ăn ta. Rồi có khi á mình phải dùng cái khẩu nghiệp của mình để mà mình nói bằng cái cách nào đó, một là để cho người ta đặt thêm vô, hai là để cho người ta bị phân tâm, người ta mới thua mình. Rồi còn thân á thì mình ngồi đó mình đã trực tiếp là mình đã tham dự cái cuộc chơi đó rồi, thì nó cũng có thân bất thiện nghiệp. Đó thành ra đó quý vị thấy rằng là coi ở trong một người nào đó mà chơi một cái môn cờ bạc đó, thì quý vị thấy rằng là phạm nhầm thân bất thiện cũng có, khẩu bất thiện cũng có, ý bất thiện cũng có. Thành ra đó ở trong cái môn cờ bạc đó, thì cũng được xếp vào bất thiện nghiệp hoặc là bất thiện pháp. Đó thành ra quý vị thấy rằng rồi từ đó nó sẽ làm cho mình thắng thì mình cũng bị ngã mạn, hoặc là người ta cũng thù quán mình,
thua thì mình tan gia bại sản, rồi nó sanh ra này chuyện kia đủ thứ hết. Thành ra cuối cùng quý vị thấy rằng là đối với cờ bạc thì cũng nằm ở trong bất thiện nghiệp. Đây là những cái ý con xin được thảo luận đóng góp qua cái câu câu hỏi số 4 mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sau thông trình Đại Đức Pháp Thích, Đại Đức Quy Thông mà, Đại Đức Quy Thông có nghe được không? Nếu Đại Đức Quy Thông nghe được, xin thỉnh Đại Đức Quy Thông mà trả lời cho câu thảo luận này. Đại Đức Quy Thông nói về nghiệp thiện và bất thiện đó, thì hầu như là phần lớn các tôn giáo đều nói đến một pháp mà khiến cho con người bỏ ác làm lành, đó là sám hối. Theo trong Phật Pháp thì cái pháp sám hối có làm cho một con người thiện, một con người ác đó, mà trở thành người thiện, hay là pháp sám hối có làm cho một người ác đó, xóa đi các cái ác nghiệp không? Cái tỉnh Đại Đức Quy Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con định sư phụ thảo luận câu số 5. Sự sám hối có khiến một người ác xóa đi ác nghiệp đã tạo? Kính thưa sư phụ, vấn đề này thì tùy thuộc cái vị đó. Ở đây mà nếu mà người đó là ác, mà nếu gọi ác mà chronic đó, là lúc nào cũng ác đó, thì khó có thể mà sám hối được. Nhưng mà nếu mà có người nào mà bình thường mà lỡ có một cái hành động ác trong cái vô minh hay là trong cái phóng dật nào đó mà lỡ có hành động ác thì giật mình, thì sám hối, thì trường hợp đó người đó có thể là trở thành thành thiện được. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta không thể nói một cái điều gì mà cho là điều đó nó fix, nó cố định là như vậy. Nhưng mà phải tùy cái trường hợp của mỗi người. Mà dầu có một người đấy cũng có thể cái này cái khác, bởi vì vạn vật trên thế gian này nó vô thường. Chỉ trừ những người mà có tu hành và có cái tâm kiên cố, có những cái kiên cố định tâm là như vậy thì có thể mới nói được. Chứ còn theo câu hỏi thì một người sự sám hối có thể khiến một người ác xóa đi cái ác nghiệp trong trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình thấy có một cái cậu đó, cậu phạm dâm rồi cậu bỏ, cậu đi tu rồi cậu về cậu làm đời nữa. Cho nên là cái sự mà cương quyết của ngài của vị đó nó lặp đi lặp lại đến 7 lần nữa. Và có lẽ là vì cái chỗ đó cho nên người ta có thể là người nam tỳ kheo có thể tu vô tiêu ra rồi 7 lần. Còn cái trường hợp đó thì cái kỳ thứ 7 đó, tại vì cái cậu đã thấy ở của mình mà khi mà ngủ rồi quần áo nó xốc xếch, rồi chảy ke đụng, rồi cái thấy chán chê, rồi cương quyết tu hành thì đắc pháp thì là chấm dứt luôn. Chứ nếu mà không thì có thể 8, 9, 10 lần cũng đi ra đi vô. Vì vậy cho nên ở đây thưa sư phụ, tùy cái tâm của người hành giả đó có cương quyết tu hành. Chứ mà nếu mà không có cương quyết tu hành mà lỡ mình làm cái phạm cái ác nghiệp đi rồi mình có sám hối thì một cái hành động tốt là sám hối, là cái sự mà ăn năn sám hối để cương quyết không tái phạm được nữa. Nhưng mà cái sự sám hối này của cái người đó thì mình không biết là sẽ họ sẽ dẫn được như vậy không. Cho nên là sám hối là một hành động tốt để trở thành bỏ ác để hành thiện. Nhưng mà có được thành thiện hay không là tùy cái người trường hợp. Cho nên cái điều này là thì khó nói. Nhưng mà câu hỏi là sự sám hối có khiến một người ác xóa đi ác nghiệp đã tạo. Sám hối là mình hứa với mình để mình không tái lập cái ác nghiệp nữa. Chứ còn cái ác nghiệp đã giết người rồi thì làm sao mà xóa được. Thì nếu mà mình đã nói là có thể làm cho cái ác nghiệp nó trở thành bất thiện nghiệp đó, trở thành bất hiệu nghiệm rồi, là người hành giả đó phải thực hành thiện pháp nhiều, liên tục làm thiện pháp để cho cái thời gian mà cái ác nghiệp nó trổ quả đó, thì nó không có đủ thời gian. Bởi vì một ác nghiệp muốn trổ quả thì phải có những cái điều kiện nào đó. Mà nếu mà mình liên tục mình làm những cái điều thiện, mình cứ quyết làm điều thiện thì cái ác nghiệp nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp.
Thì cái điều đó thì sách vở nó có thể nói là như vậy, học là như vậy, nhưng mà không biết thì có thể là mình cover được không, cover ra được hay không. Nhưng mà thường thường là một ác nghiệp mà đã làm ra rồi thì sớm hay muộn thì cũng phải là trả cái quả báo mà thôi. Tại sao? Vì đó là cái luật, cái đó là cái nhân quả. Mà trong sách có nói là nếu mà mình ăn năn sám hối rồi mình liên tục làm những điều thiện thì cái điều thiện nó sẽ trổ quả, để cho điều ác nó không có thời gian để trổ quả, để làm vô hiệu nghiệp. Thì cái đó là nói là như vậy, nhưng sự thật không biết mình có khả năng làm được điều đó hay không. Đó là những điều mà con không thể rõ được. Và con xin trao mai là chư sư phụ để nhờ sư phụ giảng tiếp, là cái chỗ này là một cái mấu chốt mà chúng ta cần phải học hỏi. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, và con thỉnh mời sư phụ trở lại để giảng giải câu này. Con thỉnh mời sư phụ cầm mic. Chị Văn xin trường đại đức Quyền Thông ạ. Thưa quý vị, điều mà đại đức Quyền Thông vừa nêu lên đó, chúng ta sẽ có dịp thảo luận lại ở trong tuần tới này. Nhưng mà bây giờ thì đã hết giờ rồi. Chúng tôi đang có bận một vài công việc tại đây, xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chi vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thu lành thay con từ mẫn. Thay mặt Rum, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Hóa thành cung quả vì nhân lợi.
Thank you.